Thank you.
Nhờ ngôi lời, vạn vật được tạo thành. Và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ánh sáng đã xuất hiện, niềm hy vọng đã được thắp lên. Nhân loại sẽ không còn bị phủ vây trong bóng tối, vì ngôi hai con Chúa đã giáng trần. Ngôi lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta, mặc lấy thân phận con người để cùng đồng cảm với nhân loại. Ngài đến không phải để được yêu, nhưng là để yêu. Một chân lý thật giản dị nhưng lại thật lớn lao. Chân lý Chúa thương loài người. Hãy cùng các đoàn Gloria một lần nữa, chúng ta cùng nhau bước dọc cuộc hành trình đón mừng Giáng sinh, để lại một lần ta cùng nhau xác tín vào tình yêu Thiên Chúa, tạ ơn và chúc tụng danh Ngài. Hợp ca liên khúc Giáng sinh Chúa thương loài người gồm các nhạc phẩm Cao cung lên, Mục đồng rủ nhau, Mẹ hát à ơi và Hang bê đen. Liên khúc này được chọn lựa, sáng tác và phối âm cho SATV bởi nhạc sĩ Trần Trúc, sẽ do hai ca đoàn Gloria và Magnifica phối hợp trình diễn.
lên đây luôn để cho quý ông bà và anh chị em được biết mà
là ba cho các bạn là của tuần sắp đây nữa. Một lần nữa cho anh xin được đại diện qua điều hành cảm ơn ba các đoàn đã góp công góp sức trong những ngày concert tối hôm qua và hôm nay, và đặc biệt cảm ơn tất cả quý ông bà chị em đã đến đây để tham dự buổi nhạc thính càng ngày hôm nay. Và cha bây giờ cha có và ba món quà để tặng cho ba ca trưởng, xin ba ca trưởng đứng ở đây ạ. Cha có ba vòng hoa tặng cho ba ca trưởng. Và cảm ơn ca đoàn rất là nhiều. Hôm nay không biết làm sao mà ghi ba cái thiệp mà không biết để cái thiệp ở đâu rồi. Xin ca đoàn nhiều hơn rồi. Bây giờ là tặng vòng hoa trước và mấy ngày sau tặng sẽ mong ra thiệp sau. Và các bạn nhớ nhìn cho bởi vì là mưa. Cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn cả ba vị cao trưởng và toàn thể quý ca viên của ba cộng đoàn đã mang Chúa đến cho cộng đoàn ngày hôm nay, đã nâng cái hồn mọi người lên với Chúa để chúng ta với thứ trời cao và hưởng ân ban của Chúa trong buổi lễ sinh này. Lần nữa tôi xin được cảm ơn toàn thể ba vị cao trưởng và toàn thể quý vị ca viên của ba cộng đoàn. Và tôi nghĩ bây giờ quý vị cũng hơi nói rồi, bây giờ chúng ta và ban điều hành có một ít cháo.